Từ nghị quyết đến thực tiễn, tác giả Bùi Hồng Phong. Không phải đến bây giờ người ta mới biết khái niệm ông làm công và thằng làm chủ. Câu chuyện tồn tại trong ngành xây dựng bao năm nay đã lan sang các ngành khác. Doanh nghiệp thấm đòn vì không có công nhân. Dịch bệnh đem đến cái chết bất ngờ cho nền kinh tế khi người ta cạn kiệt nguồn lao động. Rất nhiều năm qua, khu chế xuất, khu công nghiệp mọc lên như nấm. Nhưng các hạng mục phụ trợ thì không được chú trọng. Nổi cộm là không gian sống của người công nhân. Năm nào cũng có các hội thảo, ở đâu cũng nhắc đến chỗ ở tập trung cho công nhân. Đại hội công đoàn, công nhân viên chức nào cũng đề cao các thành tựu vì đời sống và sinh hoạt cho người lao động. Nhưng tất cả chỉ mới dừng lại ở các mô hình. Dịch bệnh tấn công Bắc Ninh, Bình Dương và Đồng Nai để lộ rất nhiều bất cập trong việc quản lý, bảo trợ cho nguồn lực quan trọng nhất của xã hội, người lao động. Thực tế cho thấy, người lao động phần lớn phải ở trong các khu trọ rẻ tiền, những nơi cư trú chỉ đảm bảo cho một số điều kiện sinh hoạt cơ bản, thiếu hẳn các biện pháp an toàn và an ninh, bao gồm từ phòng cháy chữa cháy đến vệ sinh dịch tễ. Các doanh nghiệp gần như không có ký túc xá cho công nhân của mình. Hệ quả là khi phải thực hiện bốn tại chỗ để duy trì sản xuất lâu dài, hầu hết các doanh nghiệp đều không cầm cự nổi. Nhiều nơi phải la làng khi chi phí thuê chỗ ở tạm thời vượt quá mức chi trả, càng làm càng lỗ. Không kiểm soát được nhân sự của mình, các xưởng chế xuất vỡ trận ngay từ loạt đạn đầu bởi dịch bệnh xâm nhập vào bộ máy từ quá nhiều nguồn. Hàng trăm công nhân trong xưởng nhưng ở tản mát trên nhiều khu trọ, khiến việc kiểm soát dịch tễ khó khăn. Người lao động sinh hoạt tự do càng khiến cho công tác phòng dịch gặp khó khăn hơn, thậm chí có thể khẳng định là không thể kiểm soát được. Ở giai đoạn thứ hai, khi hoạt động sản xuất phải duy trì trong trạng thái bong bóng, nhiều doanh nghiệp đã rất khó khăn khi giữ chân người làm. Phần lớn lao động phổ thông đến từ các địa phương khác, có thói quen sinh hoạt tạm bợ. Họ chưa có điều kiện để xây dựng được một cuộc sống ổn định. Chính vì thế, họ tin rằng có thể cầm cự bằng đồng tiền tích lũy ít ỏi, hy vọng qua mùa dịch lại tìm việc làm mới. Một thói quen đã tồn tại từ hàng chục năm nay, và hậu quả là doanh nghiệp phải tăng lương cho công nhân của mình trong mỗi lần biến động. Nguồn lực nào rồi cũng bị bào mòn nếu sử dụng liên tục trong cường độ cao. Giai đoạn 3 của cuộc chiến chống dịch đã tiêu diệt nốt phần chiến khí còn lại. Những công nhân bốn tại chỗ đã không còn đủ kiên nhẫn để giữ vững tinh thần chống dịch. Liên tục có những ổ dịch được phát hiện tại công xưởng khép kín. Nguồn lao động dự bị cũng không thể trụ mãi trong khu trọ của mình. Tiếng gọi của công việc thời vụ kéo họ dấn thân vào các vùng đỏ. Rồi họ trở thành F1, F0, kéo cả khu trọ thành ổ dịch. Doanh nghiệp kiệt quệ cả về nhân lực lẫn tài lực. Hệ thống cung ứng đang đứng trước thách thức thực sự vào chính lúc này. Thách thức lớn nhất là kể cả đưa ra biện pháp nào thì cũng rất khó thực hiện bởi không có người làm. Dịch có thể đi qua trong một vài tháng nếu tình hình thực sự khả quan. Nhưng lấy gì bù đắp cho nhân lực khi hàng loạt người lao động đã tháo chạy về quê hương của họ? Nếu tiến hành tuyển dụng thì lại phải triển khai một đợt di dân mới, và đó lại tiềm ẩn cho một làn sóng tấn công tiếp theo của dịch bệnh. Biện pháp duy nhất mang tính bền vững và an toàn chỉ có thể là thực hiện đúng nghị quyết đã đặt ra. Nghe đến nghị quyết có vẻ quá lý thuyết và sáo rỗng, nhưng bản chất của nghị quyết là để thực hiện, chứ không phải một thứ gì đó mang tính hình thức. Nghị quyết từ trung ương đến địa phương luôn là phải đảm bảo điều kiện sinh hoạt và làm việc tốt nhất cho người lao động.
Điều đó quá thực tế. Những gì nhà đầu tư khu công nghiệp cam kết với địa phương phải được thực hiện, và thực hiện một cách nghiêm túc, có tiêu chuẩn, có quy định cụ thể và phải được kiểm tra thường xuyên. Trước nhất là môi trường lao động sinh hoạt cho công nhân. Tất cả các khu công nghiệp cần phải được thanh kiểm tra. Chỗ ở tập thể của người lao động phải được thống kê cụ thể. Điều kiện và chế độ cấp phát cho thuê tại các khu ký túc xá thuộc khu công nghiệp phải được báo cáo. Quan trọng nhất, công tác quản lý tại các khu nhà xã hội phải được công khai, bao gồm quản lý quỹ đất, mục đích sử dụng đất và đối tượng tạm trú. Công nhân chính là người trực tiếp tạo ra sản phẩm phục vụ xã hội. Việc biến các ký túc xá thành nơi kinh doanh bất động sản là đi ngược với chính sách. Việc coi nguồn thu từ cho thuê chỗ ở trong ký túc xá là lợi nhuận đã phần nào hạn chế người lao động tiếp cận với đời sống tốt đẹp, là một trong những nguyên nhân đẩy người lao động vào khó khăn trong cuộc sống. Nếu một doanh nghiệp độc lập có đủ chỗ nghỉ cho công nhân thì việc thực hiện bốn tại chỗ đã dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu mỗi khu công nghiệp có các khu tập thể xã hội cho công nhân thuê với giá ưu đãi thì việc quản lý sẽ trở nên đơn giản hơn. Nếu công nhân thực sự được đảm bảo đời sống cá nhân, không bao giờ doanh nghiệp phải lo lắng về nhân lực của họ. Cơ quan quản lý nhà nước không lo đứt gãy chuỗi sản xuất và cung ứng. Đảm bảo chỗ ăn ở cho công nhân không chỉ giữ được nguồn lao động chính đáng của xã hội mà còn góp phần giảm thiểu các vấn đề mất an ninh trật tự. Nó sẽ không tạo cơ hội cho các nhà trọ tự phát, những khu lưu trú ổ chuột mọc lên khắp nơi trong thành phố. Dịch bệnh đã và đang phát lộ ra chỗ yếu chết người của nền kinh tế Việt Nam, một chỗ yếu mà nhiều nghị quyết đã nêu ra và có hướng giải quyết rất rõ ràng, nhưng không được các địa phương thực hiện. WinWin Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.